các cầu thủ trẻ chơi dưới kỳ vọng. Sau hai kỳ Á vận hội thành công khi lần lượt lọt vào bán kết 2014 và tứ kết 2018, đội tuyển nữ Việt Nam đã bị loại ở vòng bảng ASEAN 19, dù lọt vào bảng đấu được đánh giá là vừa sức. Đáng nói hơn, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung thất bại ở ASEAN, dù vừa được tích lũy kinh nghiệm, có thêm bài học ở sân chơi World Cup. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các trận đấu không thành công của Tuyết Dung cùng đồng đội. Huấn luyện viên Mai Đức Chung lý giải, sự thiếu vắng một số trụ cột như Trương Thị Kiều, Huỳnh Như Đá không được khỏa lấp thỏa đáng. Đội tuyển nữ Việt Nam thua đậm Nhật Bản. Trên hàng công, Nguyễn Thị Thúy Hằng chưa thể trở thành trạm trung chuyển để phát triển lối chơi thuần thục như vai trò Huỳnh Như từng thể hiện. Không phải ngẫu nhiên, huấn luyện viên Mai Đức Chung muốn chờ Huỳnh Như đến phút cuối. Chân sút sinh năm 1991 là mắt xích quan trọng trong lối chơi nhờ khả năng săn bàn và kiến tạo lối chơi. Không có Huỳnh Như, đội tuyển nữ Việt Nam phải thay đổi hoàn toàn hệ thống tấn công. Chấn thương trước giờ gờ của Vũ Thị Hoa cũng khiến huấn luyện viên Mai Đức Chung khuyết thêm một lựa chọn tốt. Xuyên suốt giải đấu, ông Chung chỉ có hai chân sút gồm Hải Yến và Thúy Hằng, khiến hàng công suy yếu so với giai đoạn đá World Cup. Tuy nhiên, yếu tố chính khiến đội tuyển nữ Việt Nam gặp vấn đề nằm ở cảm hứng chơi bóng suy giảm sau quá trình hội quân tập luyện và thi đấu quá dài. Các cầu thủ nữ Việt Nam đã hội quân từ tháng 4 để chuẩn bị cho vòng loại Olympic Paris 2024. 6 tháng qua, đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện, tập huấn, giao hữu, thi đấu rồi bắt đầu vòng lặp cũ. Phong độ của cầu thủ cũng như đội bóng luôn có chu kỳ, có giai đoạn ổn định, bùng nổ, nhưng sẽ có giai đoạn sa sút, đặc biệt khi tập thể đấy thi đấu liên tục trong kỳ. Ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam đã tính toán để điểm rơi phong độ cầu thủ nằm ở SEA Games và World Cup 2023. Sau giải đấu ở Úc và New Zealand, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chuẩn bị cho quãng trầm phong độ của các trụ cột khi triệu tập hàng loạt cầu thủ trẻ, trong đó có Nguyễn Thị Hoa, Phạm Thị Lan Anh, Trần Thị Duyên hay Trúc Hương để sẵn sàng bù đắp cho sự đi xuống, nếu có, của lứa đàn chị. Đội tuyển nữ Việt Nam gục ngã trước đối thủ quá mạnh. Dù vậy, các cầu thủ trẻ chơi dưới kỳ vọng hầu như không chứng minh được năng lực, dẫn đến một lần nữa đội tuyển nữ Việt Nam phải đá dàn trải một đội hình xuyên suốt 3 trận. Trước những đối thủ yếu như Nepal hay Bangladesh, đội tuyển nữ Việt Nam thắng dễ. Song, trận đấu với Nhật Bản đã phô bày mọi vấn đề của đội nữ. Lực lượng mỏng, không có nhiều phương án thay thế cùng quá trình trẻ hóa diễn ra tương đối chậm như thừa nhận của huấn luyện viên Mai Đức Chung, mới là nguyên nhân cốt lõi đẩy đội tuyển nữ Việt Nam đến thế khó. Thất bại của U-17 nữ Việt Nam ở vòng loại châu Á. Trong khi đó, U-17 nữ Việt Nam cũng gặp thất bại trong vòng loại châu Á, mà despite được ưu thế sân nhà và quyền tự quyết, đội U-17 nữ Việt Nam thua U-17 nữ Philippines và mất cơ hội giành vé đến vòng chung kết. Phần lớn nhân sự của U-17 nữ Việt Nam đến từ khoảng 3-4 trung tâm đào tạo bóng đá nữ như Hà Nội, Hà Nam, Than khoáng sản Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Đội U-17 nữ, với những tài năng trẻ tốt nhất được chọn lọc, sẽ được huấn luyện tập trung và thi đấu ở các giải cụ thể. Đó cũng là cách vận hành của đội tuyển nữ Việt Nam trong những năm qua. Dấu ấn của giải vô địch quốc gia nữ, dù không nhỏ, nhưng chưa hoàn toàn thuyết phục, do có quá ít địa phương tham gia.